Khang Audio xin kính chào tất cả các đồng chí. Suốt ngày nhàn nhã khép phòng văn, khách tục không ai bén mảng gần. Trong tiếng quốc kêu xuân đã muộn, trên giàn thiên lý bóng xuân sang. Mời các đồng chí trở về một thời để nhớ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đình có giàu mong thân, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi chiêm bao giấc nhẹ nhàng, có con bướm trắng thường sang bên thành. Bướm ơi, bướm hãy vào đây cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chả bao giờ thấy nàng cười, nàng hồng tơ ướt ra ngoài mái hiên. Mắt nàng đăm đăm trông lên, còn bướm bướm trắng về bên ấy rồi. Anh cứ
chuyện ngày xưa đi bao kỷ niệm, chuyện ngày nay giọt nước buồn rơi rớt trong cơn mưa nhạt nhòa đầu mùa. Anh đó em đây tuy gần thế mà xa, em quá yêu nên thấy giận thấy hờn, anh buồn lòng rồi bỏ em cô đơn, em cúi thân em anh chẳng dỗ dành, em ngậm ngùi ngồi ký thương ngày dài. Cảm ơn các đồng chí.